Ở phần trước, No và Luna đã thành công phá giải lời nguyền cho Maria và cậu cũng đã có thêm một người bạn mới là Tigerson trong khi khám phá hầm ngục. Khi đến lớp, Maria đã thể hiện tình cảm của mình với No vì cậu đã cứu cô ấy khỏi lời nguyền. Sau đó, trong kỳ thi đầu tiên của họ, mọi người phải thu thập được các nguyên liệu từ quái vật được chỉ định bởi giáo viên hoặc nếu không thì sẽ phải tham gia khóa học hè. No và Emma đi tìm Lola nhờ giúp đỡ thì phát hiện ra cô đang cãi nhau với một nữ lễ tân khác, Sarah. Lola nghi ngờ Sarah đang giở thủ đoạn để lôi kéo hết các mạo hiểm giả của cô. Vì không có bất kỳ bằng chứng nào, nên Lola đã thách thức Sarah một cuộc thi xem rằng mạo hiểm giả của ai kiếm được nhiều vật phẩm có giá trị hơn. Sarah cũng đồng ý, nếu cô thua cô sẽ không bao giờ giành giật mạo hiểm giả khác với Lola, nhưng nếu cô thắng thì nó sẽ thuộc về cô. Nó cũng thấy sợ hãi khi nhìn thấy một đống kỹ năng dâm đãng của Sarah, nên nó cũng có vẻ muốn được về với đội của Sarah, mặc dù đã có tới tận 3 cô bạn gái rồi. Luna cũng muốn được vào chung nhóm với No, vì lâu nay cô chỉ toàn làm nhiệm vụ một mình, nên ba người họ đã cùng đi làm nhiệm vụ với nhau. Và cố gắng hoàn thành nhiều công việc nhất có thể để nâng cao thành tích của Lola, họ thậm chí còn đánh bại được cả một con rồng. Mọi người ở lớp và ở hội mạo hiểm đã rất bất ngờ với chiến công của họ, bởi rất hiếm ai có thể săn được một con rồng như nhóm của cậu. Tuy nhiên, dù No đã kiếm đủ vật phẩm cho kỳ thi ở trường, nhưng từng đó vẫn không đủ để giúp Lola đánh bại được Saza vì cô ta đã quyến rũ các mạo hiểm giả và khiến họ làm việc tới kiệt sức. Nhờ Olivia giúp đỡ, No được cô khuyên là lên tầng 7 để tìm kho báu và vật phẩm hiếm. Lên tới tầng 7, No nhìn thấy một khu rừng ở dưới lòng đất. Một cô bé tinh linh cây xuất hiện yêu cầu sự giúp đỡ của No. Cô bé giải thích rằng cô là linh hồn của một cái cây trong khu rừng. Gần đây có một con quái vật đang tấn công thân xác và hút hết sinh lực từ cô. Cô bé hứa nếu cậu giúp cô bé đánh đuổi con quái vật thì cô bé sẽ chỉ chỗ hai chiếc dương kho báu và lối lên tầng 8 cho cậu. Nó thấy cô bé rất thân quen vì cô bé đã biến hình thành Emma khi còn nhỏ để khiến cậu thấy thương mà giúp cô bé. Nó phát hiện ra con quái vật đang tấn công thân cây của cô bé là một con ong và nó mạnh kinh khủng nhưng nó vẫn cắn răng nhận lời giúp đỡ cô. Cậu quay trở lại tìm Olivia nhờ cô chỉ cách. Nhưng cô khuyên rằng No không nên mạo hiểm tính mạng vì người lạ, nhưng vì thấy sự quyết tâm của cậu nên cô đã chỉ cho cậu cách tiêu diệt con ong. No sử dụng sáng tạo để tạo ra một kỹ năng thu hút và cậu đã lôi kéo một bầy sói đuổi theo cậu đến chỗ con ong. No sau đó nhanh tay sử dụng sáng tạo để biến con ong trở thành một mục tiêu thu hút sự tấn công, khiến đàn sói quay sang đánh nhau với con ong cho tới khi cả đàn chết hết, nhưng chúng đã làm con ong đủ yếu đi để No có thể hạ nó một cách dễ dàng. Sau khi hứa sẽ thường xuyên tới thăm cô bé tinh linh cây, nó tìm thấy hai vật phẩm quý hiếm ở trong dương, một món có khả năng tăng sức mạnh phép thuật gió, nên cậu đã đưa nó cho Emma, và món còn lại cậu đưa cho Lola để tăng điểm thi đấu của cô. Cuối cùng nhờ sự cố gắng của No và mọi người, Lola cũng đã chiến thắng cuộc thi. Sau đó, cô cấm Sarah không được phép quyến rũ các mạo hiểm giả của người khác cho đến hết đời, nhưng Sarah vẫn cố gắng quyến rũ No bằng cách đưa địa chỉ nhà cô cho No. Emma mời nó đến một bữa tiệc dành cho giới quý tộc. Tại bữa tiệc, bá tước thông báo rằng một nhóm cướp khét tiếng có tên là Phantom đã đe dọa là sẽ đánh cắp viên ngọc quý giá của ông, viên nước mắt tiền cá. Vì vậy, ông đã thuê mạo hiểm giả của hội Lamu làm bảo vệ. Emma được một tên quý tộc tên là Mai mời khiêu vũ, hắn đã thách thức nó xem ai mới là người nhảy giỏi hơn. Nó đã sử dụng LP để học kỹ năng khiêu vũ và giành được chiến thắng. Sau đó, nhóm Phantom đã đến để đánh cắp viên đá quý, nhưng chúng thậm chí còn bắt luôn cả Emma. Layla, một thành viên đến từ hội Lamu đã cùng No đuổi theo bọn trộm. Bọn chúng có hai thành viên, một nữ trộm đã triệu hồi lên một con phượng hoàng lửa để đấu với hai người họ. No đã đánh bại được ả nữ quái bằng lôi độn, còn Layla cũng thành công tiêu diệt được con phượng hoàng lửa. Ấn tượng trước kỹ năng của No, Layla đề nghị có thể làm bạn với cậu, cho dù hai hội Odin và Lamu là đối thủ của nhau. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm Layla đi đến, nhưng hắn đã tấn công No và Layla. Hóa ra, hắn ta là một kẻ giả mạo, hắn chính là thành viên còn lại của nhóm Phantom. Hắn nói, hắn đã yêu Emma từ cái nhìn đầu tiên, nên hắn muốn bắt cóc cô để về làm vợ hắn. Emma sau đó đã tỉnh dậy và tấn công hắn, còn No thì tặng cho hắn một đấm. Khi thấy Emma có chút lo lắng, nó đã trấn an cô bằng một nụ hôn. Để cảm ơn cậu, bá tước đã giúp No mở cửa hàng bán vật phẩm của mình, và ông cũng giảm bớt giá thuê nhà cho cậu. Nhưng, có vẻ như em gái cậu không thực sự vui với sự có mặt của Emma. Layla cũng đã chuyển đến học ở lớp No với tư cách là một học sinh trao đổi.
Cô giáo họ sau đó đã thông báo về buổi cắm trại ở suối nước nóng sắp tới. Trong chuyến đi, mọi người sẽ phải tự bảo vệ mình trước quái vật mà không có sự giúp đỡ từ giáo viên. Trên đường đi, nhóm của No đã được một nàng tiên có tên là PC chỉ cho một lối tắt dẫn đến suối nước nóng, nhưng No nghi ngờ và phát hiện ra cô nàng có khả năng điều khiển quái vật. Khi bị lộ, cô ta đã cho quái vật tấn công mọi người. Sau khi đánh bại đội quân thằn lằn, No đã bắt được PC. Tại suối nước nóng, khi các cô gái đang tắm, thì mấy ông thanh niên bắt đầu lên kế hoạch nhìn trộm họ. No từ chối tham gia và chạy đi báo với cô Elna. Sợ bị lộ, đám con trai đã đuổi theo để ngăn No lại, nhưng Elna đã chặn chúng lại và đánh gục bọn được dựa bằng đạn đá. Một thanh niên đã tiết lộ rằng hắn ta đã sử dụng một loại thuốc tăng sức mạnh nên Elna cũng không thể đánh bại hắn. Hắn khuyên No hãy ngoan ngoãn về với đội nhìn trộm của hắn, mặc dù có chút nao núng nhưng No sau đó đã từ chối. No tạo ra một kỹ năng giảm sức mạnh và sử dụng nó lên người hắn, khiến hắn ta bị đánh bại dễ dàng. Nhưng một tên khác đã vội vã đứng dậy và cố chạy về phía phòng tắm. No vội vã ngăn cậu ta lại bằng cách sử dụng LP để tăng trọng lượng của cậu ta, nhưng hai người vẫn bị rơi vào bồn tắm ngay sau đó. Khi đó, cậu nhận ra là các bạn nữ vẫn chưa tắm, thực ra Elna đã cảnh báo bọn họ từ trước. No bị bất tỉnh vì LP thấp, nên cô giáo đã cho cậu tắm ở phòng tắm nữ để tăng LP trở lại. No đã mở được cửa hàng của mình, và các cô gái cũng đã đến để giúp đỡ cậu. Để tỏ lòng biết ơn người đã giúp cậu có những thứ này, No quyết định sẽ giúp Olivia thoát khỏi sợi xích tử thần để trả ơn cô. Đại hiền giả nói rằng chìa khóa để giải thoát cô ấy nằm ở tầng 15 của hầm ngục. Đi đến tầng 14, No biết một mình cậu sẽ không thể làm được điều này, nên cậu đã đi kể với Emma về chuyện của Olivia và nhờ cô giúp đỡ. Sau đó, No đã đưa Emma cùng cậu lên đến tầng 14. Ở đây họ gặp một đám goblin, bọn chúng cố gắng cướp đồ ăn từ hai người họ, và cậu đã lừa cho bọn chúng ăn bánh quy có độc để đánh bại chúng. Lên tới tầng 15, hai người tìm thấy một bản sao của Olivia. Sợi xích tử thần đã sao chép thân xác của Olivia và kỹ năng của cô. Biết mình không thể đánh lại cô ta, nên hai người đã phải vội vã chạy trốn trở lại chỗ Olivia. Emma đoán rằng bản sao kia sẽ có những điểm yếu giống với Olivia, và Olivia cho họ biết cô đã từng suýt thua trong một cuộc chiến nhưng không biết lý do vì sao. No quyết tâm phải cứu được Olivia bằng mọi giá, mặc dù cô đã khuyên No nên từ bỏ việc cứu cô. Hai người quyết định quay về thành phố để tìm hiểu thêm. No cũng đến thăm cửa hàng của mình, thì Luna và Lola đang cãi nhau về việc Luna phản đối Lola treo bức ảnh chân dung của Lola trong cửa tiệm. Hai người nhìn No có vẻ mệt mỏi, đoán rằng cậu đang thiếu LP, nên họ đã giúp cậu gia tăng LP. Sau đó, cậu đi đến thư viện để điều tra. No tìm được một câu chuyện về cuộc chiến giữa Olivia và một giáo sĩ. Cô ta sở hữu một khả năng hiếm có, đó là tạm thời tăng khả năng chiến đấu bằng cách hy sinh các kỹ năng đã học. No dành 10.000 LP để tạo ra kỹ năng đó. Ngay lúc đó, bản sao Olivia đã đến tìm cậu để tiếp tục cuộc chiến còn dang dở ở dưới hầm ngục. No sử dụng kỹ năng hy sinh để tấn công cô ta, nhưng cô ta đã sử dụng kiếm sét để làm cậu bất động. Ở trong hầm ngục, Olivia hồi tưởng về một cậu bé 200 năm trước cô từng gặp. Cậu ta muốn cô nhận cậu ta làm đệ tử, nhưng cô lại không đồng ý. Thấy cậu ta sau đó đã bám giết lấy cô liên tục, nên cô đã cho cậu ta một cơ hội. Đó là nếu có thể chạm trúng người cô thì cô sẽ nhận làm đệ tử, nhưng cậu ta không thể làm được. Nhưng không vì thế mà cậu ấy bỏ cuộc. Một lần nọ, cậu ta đã chết vì cứu một cô bé. Biết được chuyện đó, Olivia tự trách bản thân rằng cậu ta chết vì cô đã không nhận cậu làm đệ tử và dạy dỗ cậu đúng cách. Đó là lý do cô nhận No làm học trò của mình, vì No khiến cô nhớ lại cậu bé kia. Trong khi đó, No sắp bị bản sao Olivia chém, thì bốn cô gái đã đến cứu cậu kịp thời. Các cô gái đã kết hợp lại tấn công cô ta, Emma sử dụng phong thuật, Lola tấn công cô ta bằng thùng gỗ, Layla tấn công trực diện vào cô ta, Luna hỗ trợ mọi người bằng phép hồi máu, nhưng bọn họ đã nhanh chóng bị cô ta đánh bại. Không còn cách nào khác, No đành phải hy sinh tất cả kỹ năng của cậu trừ 3 kỹ năng gốc ra, để giúp bản thân có thêm sức mạnh. Nhưng, dù là vậy cậu vẫn ăn đòn như thường. Bản sao đã sử dụng một con rồng lửa để tấn công cậu, nhưng No đã chẻ đôi con rồng, sau đó chém vào đầu và đánh bại cô ta, khiến cô ta hiện nguyên hình là một đoạn xích rồi tan thành cho bụi. Sau đó, No đã đến thăm Olivia và cô ấy đã thực sự được giải thoát. Olivia rất biết ơn những nỗ lực của No. Cửa hàng của No có rất nhiều khách hàng lui tới nhờ những vật phẩm hiếm cậu mang về từ khu rừng, còn các cô gái thì vẫn cứ bám chặt lấy cậu. Trở lại hầm ngục, Olivia cũng cho cậu biết xích tử thần đã biến mất,
nên cậu có thể tiếp tục khám phá những tầng tiếp theo của hầm mục. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn vẫn chưa xem phần 1 thì mình sẽ để nó ở phía bên tay trái. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nhé!